vào 20 giờ ngày 26 tháng 2, tại nhà hát Hồ Gươm 40 Hàng Bài, Hà Nội, đã diễn ra chương trình Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết Sự hy sinh thầm lặng lần thứ 6. Chương trình do báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Y tế. Chương trình nhằm tri ân, tôn vinh những cống hiến, hy sinh thầm lặng của đội ngũ thầy thuốc trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. Đến dự chương trình có sự hiện diện của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương, các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí. Đặc biệt là có sự góp mặt của các thầy thuốc, cán bộ ngành y, những người đã có nhiều đóng góp cho y tế nước nhà trong thời gian qua. Đặc biệt, nhiều cán bộ, chuyên gia y tế, y bác sĩ tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương và địa phương và các nhân vật tiêu biểu trong những tác phẩm đạt giải cùng tham dự tại nhà hát Hồ Gươm, cũng như theo dõi qua sóng trực tiếp VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và qua hệ sinh thái của báo Sức khỏe và Đời sống. Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, chương trình như một lời tri ân tới các thầy thuốc, nhân viên y tế khắp cả nước nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Bộ trưởng trân trọng cảm ơn đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự, chỉ đạo, động viên và chia vui với các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên, người lao động ngành y tế nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2024. Thay mặt Bộ Y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ sự cảm phục, tự hào về đội ngũ y bác sĩ, người lao động y tế toàn ngành. Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, những cống hiến đó xứng đáng được ghi nhận, cổ vũ. Hàng nghìn bài báo, cuộc thi viết về sự hy sinh thầm lặng lần thứ 6 là hàng nghìn câu chuyện cảm động, lan tỏa tới cộng đồng những giá trị tốt đẹp về người thầy thuốc Việt Nam. Chương trình điểm lại những thành tựu nổi bật, những sự kiện tiêu biểu nhất và cả những khó khăn của ngành y tế trong năm qua. Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm ưu tiên, chăm lo cho công tác y tế, đã cùng toàn dân, toàn hệ thống chính trị và ngành y tế đưa ra những chủ trương lớn để tháo gỡ vướng mắc cơ chế, thúc đẩy y tế Việt Nam phát triển bền vững và mạnh mẽ. Đây thực sự là một đêm đầy cảm xúc với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc cùng những câu chuyện xúc động về các y bác sĩ. Trên sân khấu lễ trao giải, những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ, nhân viên y tế sẽ được tái hiện qua những thước phim đầy xúc động, những bài hát ca ngợi tinh thần y đức cao quý và những chia sẻ chân thành từ các tác giả, nhân vật trong tác phẩm. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, với sự quý trọng, yêu mến các thầy thuốc, Chủ tịch nước thân ái gửi đến đội ngũ các bác sĩ, cán bộ và nhân viên ngành y tế trên cả nước những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, 69 năm qua, thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế đã luôn nỗ lực, phấn đấu không ngừng, vượt qua nhiều gian khó, hết lòng, hết sức cho sứ mệnh cao quý chữa bệnh cứu người, là lực lượng nòng cốt, chủ lực trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. Chủ tịch nước đánh giá, ngành y tế đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo bước phát triển vượt bậc trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành, có phần nâng cao tầm vóc, sức khỏe người Việt Nam, đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển của đất nước, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ và đang vững vàng trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến 2030 của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tại chương trình, ngoài phần tôn vinh đội ngũ y bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, ban tổ chức đã trao giải cho 15 tác phẩm lọt vào vòng chung kết cuộc thi viết Sự hy sinh thầm lặng lần thứ 6, gồm một giải đặc biệt, một giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 6 giải khuyến khích. Giải đặc biệt trị giá 80 triệu đồng đã thuộc về tác phẩm Bàn tay tài hoa của bác sĩ dám làm việc khó, hồi sinh những mảnh đời bất hạnh của tác giả Ngô Anh Văn, báo Sức khỏe và Đời sống. Giải nhất là phóng sự Hành trình nghiên cứu vaccine của hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương. Hai giải nhì thuộc về tác giả Nguyễn Quỳnh, báo Điện tử Dân Việt với tác phẩm Chuyện về người phụ nữ Mỹ kỳ lạ bán nhà đến Việt Nam để chữa lành nỗi đau cho bệnh nhân đột quỵ, và tác giả Vũ Kim Vân, Thành phố Hồ Chí Minh với tác phẩm Cựu điệp viên tình báo A10 về già không muốn thành thơi. Giải ba được trao cho nhóm tác giả Hà Hải Yến, Nguyễn Thị Minh Thảo, báo Điện Biên Phủ với loạt bài Lặng thầm nơi thâm sơn cùng cốc,
tác giả Hoàng Ngữ Thái Bình đến từ Hà Nội với tác phẩm Người thầy thuốc tận lực giảm nỗi đau ung thư và những dấu ấn trên dấu mốc trăm năm. Tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung, tạp chí Lao động và Công đoàn với tác phẩm Người được kỹ thuật mổ nội soi với chỉ một vết mổ dưới 2cm lên ngang tầm thế giới. Nhóm tác giả Trần Đức Duy, Vi Văn Bình, Hà Nội với phóng sự Bảo mẫu lân tâm thần. Tác giả Hà Văn Đạo, Khánh Hòa với tác phẩm Hơn 30 năm xoa dịu cơn đau của bệnh nhân Phong. Ngoài ra, toàn bộ tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, bao gồm các tác phẩm đạt giải, được in thành sách với tựa đề Sự hy sinh thầm lặng lần thứ 6.